Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh, sau nhiều vụ lừa đảo phụ huynh có con cấp cứu ở bệnh viện gây bức xúc trong dư luận mà chúng tôi đã từng thông tin đến quý vị khán giả, thì mới đây, Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh lại tiếp tục cảnh báo việc giả mạo giấy tờ để lừa tiền những nhà hảo tâm trên mạng xã hội. Cụ thể, theo Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa phát hiện một trường hợp giả mạo chữ ký của giám đốc và con dấu bệnh viện trong công văn xác nhận tình trạng bệnh nhân để kêu gọi đóng góp từ thiện. Sự việc lần này lại thu hút sự quan tâm của nhiều người, thưa quý vị. Trên fanpage Rồng Năng Hội, tài khoản Hoàng Trung kêu gọi hỗ trợ cho bệnh nhân Hoàng Quốc Thái đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh và đăng tải giấy chứng nhận. Tuy nhiên, Bệnh viện Nhi đồng 1 xác nhận không cấp giấy chứng nhận cho bệnh nhân này và các giấy tờ đã bị giả mạo chữ ký của giám đốc bệnh viện. Bệnh viện chỉ chấp nhận đóng góp qua phòng công tác xã hội và không có bệnh nhân nào bị từ chối điều trị vì không có khả năng chi trả. Các nhà hảo tâm cần xác minh thông tin và liên hệ phòng công tác xã hội, các bệnh viện trước khi hỗ trợ để số tiền từ thiện đến đúng người cần được giúp đỡ. Tiếp theo là tin tức tại tỉnh An Giang. Thưa quý vị, chỉ vì số tiền 300.000 đồng cho mượn giữa một người anh vợ và một người em rể để đánh số đề mà dẫn đến mâu thuẫn khiến một người tử vong, người còn lại bị bắt giữ. Liên quan đến vụ việc này, được biết hôm ngày 11 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chợ Mới đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Đen để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 9 tháng 3 năm 2023, Nguyễn Văn Đen sinh năm 1974, trú huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, cùng anh ruột Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Văn Dũng và em rể Trần Duy Thiện, sinh năm 1969, tổ chức nhậu. Trong lúc nhậu, Thiện có mượn Đen 300.000 đồng để đánh số lô số đề. Chiều cùng ngày, biết Thiện thua số, Đen đòi lại số tiền Thiện đã mượn. Giữa hai bên xảy ra cự cãi, được mọi người can ngăn nên đi về. Tuy nhiên, khi về tới nhà, Thiện bực tức lấy dao đuổi theo Đen. Hai bên giằng co, Đen dùng tay đánh Thiện té ngã rồi bỏ đi. Một lúc sau, vợ Thiện phát hiện Thiện bất tỉnh, tím tái nên truy hô. Tuy được đưa đi cấp cứu, nhưng Thiện tử vong trên đường đến bệnh viện. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Chợ Mới phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra xác minh làm rõ vụ việc. Về câu chuyện liên quan đến cái chết bất thường của hai người trong phòng trọ ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh mà chúng tôi đã từng thông tin đến quý vị trong những số phát sóng lần trước. Theo thông tin mới nhất, cơ quan chức năng bước đầu xác định thời điểm xảy ra vụ việc chỉ có cha dượng và con riêng của vợ trong phòng, có khả năng người cha dượng đã sát hại cô gái trẻ rồi tự tử. Hai người tử vong gồm người đàn ông 46 tuổi ngụ thành phố Cần Thơ làm thợ hồ là cha dượng và cô gái 17 tuổi là con riêng của vợ đang là công dân ở khu chế xuất Tân Thuận thành phố Hồ Chí Minh. Mẹ của cô gái quen người đàn ông khoảng một năm nay, đưa về sống chung phòng trọ với hai mẹ con trên đường Bùi Văn Ba, quận 7. Vào rạng sáng 11 tháng 3, người dân bất ngờ nghe tiếng la hét phát ra từ phòng trọ. Đến kiểm tra thì thấy phòng trọ khóa trái, gõ cửa nhưng không ai mở nên gọi điện báo công an. Nhận tin công an phường Tân Thuận Đông đến phá cửa vào trong. Lúc này người đàn ông khoảng 46 tuổi và cô gái trẻ đã tử vong. Cô gái chết trên gác lửng, thi thể người đàn ông ở dưới bếp. Cả hai đều mang nhiều vết thương và hiện trường có hai cây kéo dính máu. Vào ngày 12 tháng 3, tin từ Công an quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bắt được hai đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản gây bức xúc dư luận. Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra mở rộng. Điều đáng nói, cả hai tên này đều có nhiều tiền án tiền sự, trong đó một đối tượng bị truy nã về tội giết người, thưa quý vị. Cuối tháng 2 vừa qua, Công an quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận tin báo về vụ trộm tại căn nhà trên đường số 5, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 80 triệu đồng. Lực lượng chức năng khẩn trương vào cuộc điều tra, nhận định đây là nhóm trộm chuyên nghiệp. Thủ đoạn của chúng là mặc áo xe ôm công nghệ, lợi dụng sơ hở của chủ nhà không đóng cửa để đột nhập trộm cắp. Qua truy xét, Công an quận Gò Vấp đã bắt giữ hai đối tượng gồm Ngô Thanh Hải sinh năm 1988 và Ngô Minh Hiếu sinh năm 1986 cùng trú tỉnh Tây Ninh, là anh em họ với nhau. Tại cơ quan công an, Hải và Hiếu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cả hai đều có tiền án, tiền sự. Trong đó, Ngô Thanh Hải có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản. Ngô Minh Hiếu có một tiền sự, hai tiền án về tội trộm cắp tài sản, một tiền án về tội cướp giật tài sản, đang bị truy nã về tội giết người. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, có một nam thanh niên ngang nhiên xông vào một nhà trọ trên địa bàn, la lối ầm ĩ và cướp đi một máy tính xách tay của người ở trọ, rồi rời đi nhanh chóng. Từ vụ việc này, quý bà con cần phải cảnh giác hơn nữa với bọn trộm cướp, thậm chí ngay khi đang ở trong nhà của mình. Sự việc xảy ra vào chiều tối 11 tháng 3 tại nhà trọ địa chỉ số 100, đường Ung Văn Khiêm, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.
Một nam thanh niên đậu ô tô trước cổng khu trọ, đợi có người mở cổng rồi đi vào, bảo là gặp người quen. Khi thanh niên này vào được bên trong, liền tiếp cận căn phòng ngay đầu dãy trọ, liên tục miệng chửi bới với nội dung trả tiền đây. Người phụ nữ hốt hoảng gọi chủ phòng trọ, sau đó cùng người chị của mình trốn vào nhà vệ sinh khóa chốt cửa. Sau khi chủ nhà trọ đến, thanh niên này lấy máy tính xách tay của người phụ nữ để trong phòng rồi rời đi. Nạn nhân cho biết không có mâu thuẫn nợ nần gì với bất cứ ai và đã trình báo vụ việc với cơ quan chức năng. Vẫn là tin tức phóng viên thường trú của Nóng 24 giờ cập nhật tại thành phố Hồ Chí Minh. Mới đây tại huyện Hóc Môn, một phụ nữ bị giật điện thoại đã cố gắng giằng co với kẻ cướp, kịp thời lấy chìa khóa xe của đối tượng. Do bị uy hiếp, nạn nhân đã để tên cướp chạy đi. Tuy nhiên, ngay sau đó thì cơ quan chức năng đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ đối tượng cướp giật điện thoại táo tợn giữa chốn đông người. Mới đây tại đường Phan Văn Hớn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, một phụ nữ đang dọn dẹp trước cửa hàng bất ngờ bị một thanh niên điều khiển xe máy áp sát, giật chiếc điện thoại di động trên người. Nạn nhân nhanh tay phản ứng, giằng co qua lại, sau đó nắm xe máy của kẻ cướp, làm cả hai cùng phương tiện ngã xuống đường. Nạn nhân còn nhanh tay rút chìa khóa xe máy của kẻ cướp. Tên cướp quăng trả lại điện thoại cho nạn nhân, yêu cầu nạn nhân trả chìa khóa xe, kèm những lời hăm dọa. Lời qua tiếng lại, người phụ nữ dứt trả chìa khóa xe để tên cướp rời đi. Toàn bộ vụ việc được người dân quay video và đưa lên mạng xã hội. Vào cuộc điều tra, công an huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh xác định nhà bắt giữ Nguyễn Văn Đạt, 34 tuổi, ngụ quận 12, để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi. Thưa quý vị, đây là chân dung đối tượng Nguyễn Văn Cường, sinh năm 1974, cư trú khu phố 8, phường 5, thành phố Mỹ Tho, mới bị công an huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang ra quyết định tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đáng chú ý là đối tượng này không phải nhắm đến những chiếc xe máy thông thường mà nhắm vào xe ô tô, xe khách, xe tải, v.v. Tại cơ quan công an, y khai do đang nợ nần nên trộm xe ô tô để bán lấy tiền trả nợ. Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 6 tháng 3, Nguyễn Văn Cường thuê xe ôm chạy rảo quanh các tuyến đường trong tỉnh Tiền Giang với mục đích tìm ô tô để trộm. Khi đến cổng sau khu công nghiệp Long Giang, Cường phát hiện bãi xe chở công nhân không người trông giữ, nên liền mở cửa ô tô khách 49 ghế ngồi có đeo sẵn chìa khóa, rồi điều khiển về khu công nghiệp Mỹ Tho chờ mang tiêu thụ. Truy xét nhanh, công an huyện Tân Phước phối hợp công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang bắt giữ Nguyễn Văn Cường để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan công an, Cường còn khai nhận ngày 3 tháng 3 đã trộm một xe tải ở thành phố Mỹ Tho rồi mang đi bán. Liên quan vụ án sai phạm trong hoạt động đăng kiểm, ngày 12 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối tượng đối với Mai Văn Quân, phó tổng giám đốc công ty cổ phần dịch vụ và kỹ thuật ô tô Tiên Phong, công ty Tiên Phong, địa chỉ tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội về tội đưa hối lộ. Theo đó, công an xác định bị can Mai Văn Quân với vai trò phó tổng giám đốc công ty Tiên Phong có hành vi đưa tiền cho các đăng kiểm viên của Cục Đăng kiểm Việt Nam thẩm định hồ sơ thiết kế cải tạo xe với mục đích được bỏ qua các lỗi thiếu sót trong hồ sơ để được thẩm định đạt hồ sơ thiết kế. Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Mai Đức Truyền, chuyên viên phòng kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam, vì đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình, nhận tiền của công ty Tiên Phong để bỏ qua thiếu sót và thẩm định đạt hồ sơ đăng kiểm. Do đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định đủ yếu tố cấu thành tội nhận hối lộ. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn. Cũng trong ngày 12 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam về hành vi nhận hối lộ đối với Nguyễn Chí Quyết, 31 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk, là giám đốc trung tâm đăng kiểm 5013D, Nguyễn Hoàng Anh, 33 tuổi, ngụ quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Phạm Văn Luân, 32 tuổi, ngụ huyện Ea Leo, tỉnh Đắk Lắk. Được biết, hai bị can Nguyễn Hoàng Anh và Phạm Văn Luân cùng là phó giám đốc trung tâm đăng kiểm 5013D và ba bị can Nguyễn Chí Quyết, Nguyễn Hoàng Anh và Phạm Văn Luân bị khởi tố để điều tra về các hành vi sai phạm trong hoạt động đăng kiểm. Các quyết định và lệnh trên cũng đã được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn. Trước khó khăn trong công tác đăng kiểm, lấy lợi ích của người dân là trên hết, vừa qua, 50 chiến sĩ cảnh sát giao thông đủ điều kiện nghiệp vụ đã được Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an bàn giao tới Cục Đăng kiểm Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải để tăng cường cho các trung tâm đăng kiểm đặc biệt quá tải.
Theo đó, 30 cán bộ làm nhiệm vụ tại 10 trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội, 20 cán bộ làm nhiệm vụ tại 9 trung tâm đăng kiểm ở Thành phố Hồ Chí Minh. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về tăng cường lực lượng hỗ trợ công tác đăng kiểm, 167 cán bộ chiến sĩ đăng kiểm của ngành công an sẽ tham gia hoạt động kiểm định các phương tiện vận tải tại các trung tâm đăng kiểm trên cả nước. Lực lượng công an cũng sẵn sàng các dây chuyền đăng kiểm để hỗ trợ các địa phương. Lãnh đạo Cục Cảnh sát Giao thông cũng yêu cầu các cán bộ chiến sĩ phải thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi đi đăng kiểm phương tiện cơ giới. Chuyển sang tin tức về tai nạn giao thông, ngày 12 tháng 3, trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn qua địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An của chúng ta, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 xe ô tô. May mắn vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, nhưng đã làm nhiều người gặp một phen hoảng vía, phương tiện bị hư hỏng nặng sau tai nạn. Ngoài ra, vụ tai nạn này còn làm cho hàng loạt phương tiện khác lưu thông ngang qua bị ùn ứ kéo dài hàng km trên đường. Vào khoảng 16 giờ ngày 12 tháng 3, nhiều người dân đi trên ô tô đang lưu thông trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng đi từ Tiền Giang về Thành phố Hồ Chí Minh. Trong lúc xe đang đi qua km 22 đoạn thuộc địa bàn huyện Bến Lức thì họ giật mình bởi nhiều tiếng va chạm mạnh dưới đường. Lúc này, nhiều người nhìn thấy 3 xe ô tô gồm xe tải, xe con và xe khách vừa va chạm liên hoàn vào nhau và nằm dài trên đường. May mắn vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, nhưng làm nhiều người gặp một phen hoảng vía, phương tiện bị hư hỏng sau tai nạn. Tại hiện trường, chiếc xe con bị ép chặt ở giữa bởi xe ô tô tải và xe khách và nằm trên làn đường số 1, khiến cho các phương tiện khác lưu thông ngang qua bị ùn ứ kéo dài nhiều km trên đường. Nhận được tin báo, đơn vị quản lý tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Bây giờ là một thông tin liên quan đến y tế. Có thói quen ăn trái chà là, một ông cụ 85 tuổi suýt mất mạng khi bị tắc ruột. Người nhà cho biết là không rõ bệnh nhân nuốt quả chà là còn nguyên vỏ vào thời điểm nào. Khoảng nửa tháng nay thấy ông bị khó tiêu, đau bụng sau khi nôn ra dịch màu đen thì chuyển đến bệnh viện. Rất may được sự can thiệp kịp thời của các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, cụ ông qua được cơn nguy kịch. Khi được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, cụ ông 85 tuổi ngụ tỉnh Vĩnh Long trong tình trạng đau khắp bụng, nôn ra dịch xanh đen, mạch nhanh. Người nhà cho biết bệnh nhân có thói quen ăn quả chà là nguyên vỏ, đã ăn nhiều lần. Lần này bệnh nhân nuốt nguyên quả nhưng gia đình không biết. Khoảng nửa tháng qua, bệnh nhân bị đau bụng, tình trạng nôn ói tăng dần. Bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường, tăng huyết áp và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện dị vật gây tắc ruột hoàn toàn, chỉ định phẫu thuật. Ekip phẫu thuật lấy ra hai dị vật dạng trái cây, giống trái chà là kích thước 4 x 2cm, rồi khâu lại ruột. Dẫn lưu theo dõi, hiện bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, dấu hiệu sinh tồn ổn định. Nóng 24 giờ mời quý vị cùng theo dõi những vụ việc rất hot mà camera nóng vừa cập nhật. Trước hết là đoạn camera về một cuộn thép nặng hàng tấn bị bật xích rơi xuống, va vào người điều khiển xe máy bên đường. Được biết, sự cố thót tim này xảy ra tại Thái Nguyên, khiến cho nhiều người chứng kiến phải thót tim và không khỏi lo lắng khi mà đi gần xe chở cuộn thép. Theo camera an ninh nhà dân ghi lại, xe container chở thép bất ngờ đứt cáp, khiến cuộn thép lăn xuống bên đường, trúng vào xe máy và người phụ nữ bên đường, khiến người này ngã ngửa về phía sau. Cuộn thép chỉ lăn qua xe máy. Rất may, vụ việc không có thiệt hại về người nào xảy ra. Tiếp theo là một vụ trộm mà camera nóng vừa cập nhật tại một tiệm điện lạnh ở khu vực quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Đáng nói là tiệm điện lạnh này đã liên tiếp bị đạo chích ghé hai lần. Mời quý vị theo dõi đoạn camera nóng ghi lại vụ việc sau đây và nâng cao cảnh giác hơn. Cụ thể, camera ghi lại trước tiệm điện lạnh có dựng chiếc xe quay Alpha biển số 86B654145 có cắm chìa khóa. Nhưng sau đó, hai đạo chích chạy ngang phát hiện, một tên nhanh chóng xuống dễ dàng leo lên xe chạy mất. Trớ trêu hơn, sáng hôm sau, khi thợ có để giỏ đồ nghề điện lạnh phía trước, vừa mới quay lưng vô trong, thì chỉ trong chớp mắt, hai gã thanh niên chạy tới xuống lấy trộm, leo lên xe chạy, khiến người bên trong trở tay không kịp. Cũng liên quan đến trộm cắp là vụ việc xảy ra tại địa chỉ số 591/20 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhân Phú A, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Khi phát hiện đạo chích lẻn vào sân nhà trộm xe máy, mặc dù đã cố chạy tới truy cản, nhưng mà trước sự táo tợn của kẻ trộm, cô gái trong đoạn clip sau đành bất lực. Cụ thể, trong đoạn camera, hai đối tượng nam chạy xe ngang thăm dò tìm nhà dân sơ hở để trộm cắp. Khi phát hiện bên trong sân một ngôi nhà có xe máy, đồng bọn ở ngoài cảnh giới,
đối tượng còn lại đi vào bẻ khóa xe quen pha màu trắng, biển số 93C1-33002 chạy ra. Chị gái từ bên ngoài liền chạy tới nhằm ngăn cản, nhưng chẳng thể làm gì được, đành bất lực nhìn tên trộm tẩu thoát. Thưa quý vị, từ loại cây trồng chỉ để ăn chơi cho vui đã có lâu đời ở thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, đến nay thanh trà được xem là cây đặc trưng thứ hai sau bưởi năm rồi ở địa phương này. Nếu trước đây người dân chủ yếu trồng thanh trà chua thì giờ đây dần chuyển sang hướng thanh trà ngọt vì thị trường ưa chuộng, hiệu quả kinh tế cao hơn gấp nhiều lần. Sau nhiều năm nghiên cứu sưu tầm để tuyển giống thanh trà ngọt, ông Huỳnh Văn Cập, một nông dân ở địa phương này đã nhân giống giúp cho người nông dân phát triển giống cây thanh trà ngọt. Ông đã làm công việc rất ý nghĩa này như thế nào? Cùng với Nhà Nông Thông Minh tìm hiểu ngay bây giờ quý vị nhé. Trái to, màu sắc bắt mắt, thịt chắc, đậm vị ngọt, lại ít xơ. Đây là những điểm nổi trội mà giống thanh trà ngọt này mang lại. Cha đẻ của loại cây độc đáo này là ông Huỳnh Văn Cập, hay còn gọi là Năm Cập, ngụ tỉnh Vĩnh Long. Hồi trước giờ là ở thị xã Bình Minh á, là trồng thanh trà chua không à. Là nó khoảng 70-80 năm nay rồi. Cái thanh trà chua thì cái chất lượng của nó khách hàng người ta không có ưa chuộng. Chứ đi theo mấy cái hộ trồng thanh trà chua, rồi nó mới sưu tầm là mới ra được cái giống thanh trà ngọt này. Là khi mà phát hiện được những cái giống thanh trà ngọt thì tôi mới là theo dõi nó khoảng 3 năm. Rồi thấy cái năng sức với cái chất lượng nó được rồi thì tôi mới tuyển chọn gì à. Thì cuối cùng mới tuyển được cái giống thanh trà ngọt trái lớn này. Với mong muốn tìm ra một loại cây đặc hữu, không chỉ được thị trường ưa chuộng, năng suất và hiệu quả kinh tế cao, hơn chục năm trước, lão nông này đã có công tìm tòi và nghiên cứu về cây thanh trà, một loại cây đặc trưng ở vùng đất Vĩnh Long. Cái trọng lượng là khoảng chừng 19-21 trái là được 1 ký. Là nó vượt chậu so với cái thanh trà cổ xưa của mình là nó khoảng 40-50 trái mới được 1 ký. Thứ hai nữa là cái độ ngọt của nó là nó cũng tương đương với thằng cát quả lộc. Độ thịt của nó thì chiếm khoảng 70% cái độ thịt ở trong cái trái. Giống thanh trà ngọt do lão nông này sản xuất có nguồn gốc trên vùng núi Hà Tiên, được người dân ở đây gọi là xoài rừng. Sau khi nghiên cứu thành công, ông đã dùng tên của mình là Năm Cập để đặt tên cho giống cây mới. Loại cây này không kén đất, cây dễ đậu trái, không cần phân thuốc nhiều, lại có giá trị kinh tế cao. Cây sau 3 năm trồng có thể cho trái từ năm thứ 9, mỗi cây cho từ 50-70kg trái. Đây cũng là loại cây ăn lâu, hiệu quả kinh tế dài. Đặc biệt mỗi năm cho một vụ đều đặn, chứ không bỏ vụ như các giống thanh trà ngọt khác. Trái to hơn, hạt nhỏ cơm dày và thơm hơn các giống khác. Hiện tại như cái giá mình bán cái loại này là trong thời điểm này là 120.000 một ký. Mà cái thanh trà chua đầu vụ thì nó được 40-50 ngàn, rồi nó xuống từ từ, bây giờ hiện giờ chỉ còn có được có 12 ngàn một ký. Nên là mình trồng, nếu mà trồng cây này thì cái hiệu quả của nó là nó gấp được là coi như là gần 5 lần cái kia, 5-6 lần. Mà cái năng sức thì nó cũng không có thua cái thằng thanh trà chua. Sau khi nhân giống thành công, ông bắt đầu chia sẻ với người dân để trồng thay thế cho những loại cây hiệu quả kinh tế kém ở địa phương. Đồng thời đăng ký với Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Vĩnh Long chứng nhận vườn cây đầu dòng, mỗi năm có thể cung ứng ra thị trường sản lượng 90.000 cây giống mỗi năm. Trong đó, hợp tác xã Thanh Trà Ngọt Đông Thành có khoảng 10 hectare chuyên canh tác thanh trà ngọt. Bởi vị thơm ngon đặc trưng, lại khắc phục được vị chua, thanh trà ngọt mang thương hiệu Năm Cập đang được thị trường ưa chuộng. Thưa quý vị, hơn chục thiếu niên mang mã tấu mát hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn với đối thủ thì bị cảnh sát phát hiện ngăn chặn. Theo đó, vào tối ngày 11 tháng 3, nhóm Phan Văn Anh Quốc, 17 tuổi, cầm hung khí đi bảy xe máy trên đường thuộc phường Thới An, quận 12, thì bị tổ tuần tra 363 Công an quận 12 phát hiện dây bắt. Các thiếu niên bỏ chạy tán loạn nhưng không thoát. Cảnh sát thu giữ 6 dao tự chế, 2 cây ba chĩa dài 2 mét. Tại cơ quan điều tra, Quốc khai có mâu thuẫn trên Facebook với nhóm Phan Trung Hiếu, 18 tuổi, nên hẹn ra bãi đất trống khu dân cư Tân Nhã Vinh, phường Thới An để giải quyết. Thiếu niên nhắn tin vào nhóm mình, huy động 12 người từ 15 cho đến 17 tuổi tham gia. Đang trên đường đi hỗn chiến thì bị bắt giữ. Theo một điều tra viên, các thiếu niên này tìm mua hung khí trên mạng xã hội và tụ tập đi đánh nhau,
nhưng gia đình không hề hay biết. Hiếu và các thành viên của hai nhóm bị công an quận 12 lập hồ sơ xử lý. Thưa quý vị, vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 11 tháng 3, người dân ở xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang đang ngủ ở trong nhà thì nghe tiếng động lớn bên ngoài, ngay cây cầu vĩ bắc qua kênh năng. Nghi vấn có chuyện xảy ra nên nhiều người dân ra hiện trường thì phát hiện một chiếc mô tô nằm ngay bờ kênh. Đèn xe vẫn còn cháy và thăm dò dưới lòng kênh thì phát hiện một thi thể của nam thanh niên. Qua nhận dạng, đây là anh Nguyễn Quang Lợi, 20 tuổi, ngụ tại xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Đã tử vong trong tình trạng trên ngực trái có hai vết rách da thủng sâu. Nhận được tin báo, công an huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang khẩn trương đến hiện trường điều tra vụ việc. Qua xác minh, chiều ngày 11 tháng 3, khi đi dự sinh nhật người bạn, anh Nguyễn Văn Lợi có dùng mô tô chở một thanh niên cùng địa phương tên Đặng Văn Lộc. Tiếp tục dò tìm dưới lòng kênh, cơ quan chức năng phát hiện thi thể của anh Lộc cũng đang trong tình trạng có một vết thương ở vùng trán và một vết thương ở vai trái. Vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra. Ngày 12 tháng 3, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa triệt phá chuyên án đánh bạc dưới hình thức đá gà mạng và cá cược bóng đá. Cụ thể, vào lúc 21 giờ ngày 11 tháng 3, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động và Công an thành phố Tây Ninh đồng loạt đột kích hai điểm tổ chức đánh bạc do đối tượng Văn Công Bình, 47 tuổi, ngụ khu phố Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh tổ chức. Tại quán cà phê A Phú ở khu phố Hiệp Thạnh, công an bắt quả tang 51 người đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà mạng và cá cược bóng đá. Tại quán cà phê Cát Đằng ở khu phố Hiệp Lễ, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, lực lượng công an bắt quả tang 28 người đang cá cược bóng đá. Công an thu giữ trên 164 triệu đồng, 61 xe mô tô và nhiều đồ vật tài liệu có liên quan. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện và bắt giữ 6 tàu khai thác thủy sản trái phép. Cụ thể, ngày 10 tháng 3, trong khi đội tuần tra kiểm soát trên biển thuộc đồn biên phòng đảo Trần đã phát hiện 6 tàu cá hoạt động khai thác bằng hình thức kéo lưới rê. 6 tàu cá này do các thuyền viên của thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh tiến hành khai thác thủy sản bằng hình thức kéo lưới rê, sử dụng tàu cá lớn nhất dưới 12 mét khai thác thủy sản tại vùng lộng. Các chủ tàu không mua bảo hiểm cho các thuyền viên. Hiện đồn biên phòng đảo Trần, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thiện hồ sơ ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với các chủ tàu theo quy định của pháp luật. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam Nguyễn Thanh Thủy, sinh năm 1971, là giám đốc, và Trần Văn Tuân, sinh năm 1978, phó giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin Lam Hồng, về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính công tỉnh Hà Tĩnh, Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin Lam Hồng và các đơn vị liên quan. Các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phê chuẩn. Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của Nguyễn Thanh Thủy và Trần Văn Tuân để thu thập các tài liệu, chứng cứ, phục vụ quá trình điều tra vụ án. Trên màn hình, quý vị đang theo dõi là Nguyễn Đức Phương, 39 tuổi, ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Ngày 12 tháng 3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với người đàn ông này để điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, ngày 9 tháng 3, chị LTHT, tên gọi tắt, 29 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Trị, trình báo về việc bị Phương đe dọa nhằm cưỡng đoạt tài sản. Nhận được tin báo, đơn vị đã tập trung điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc. Sau đó, Phòng Cảnh sát Hình sự đã triệu tập Nguyễn Đức Phương để làm rõ sự việc. Phương khai nhận, trong khoảng thời gian từ tháng 6 2022, có quan hệ tình cảm với chị T và có dùng điện thoại quay lại chuyện riêng tư nhạy cảm giữa hai người. Sau đó, Phương lập tài khoản mạng xã hội rồi liên tục đe dọa chị T sẽ đăng tải clip này lên mạng xã hội và đưa cho người thân. Phương ra điều kiện nếu chị T không muốn hình ảnh bị phát tán thì phải đưa tiền cho Phương. Với hành vi này, Phương đã cưỡng đoạt tiền của chị T là 4 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh, sau nhiều vụ lừa đảo phụ huynh có con cấp cứu ở bệnh viện gây bức xúc trong dư luận mà chúng tôi đã từng thông tin đến quý vị khán giả, thì mới đây, Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh lại tiếp tục cảnh báo việc giả mạo giấy tờ để lừa tiền những nhà hảo tâm trên mạng xã hội. Cụ thể, theo Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa phát hiện một trường hợp giả mạo chữ ký của giám đốc và con dấu bệnh viện trong công văn xác nhận tình trạng bệnh nhân để kêu gọi đóng góp từ thiện. Sự việc lần này lại thu hút sự quan tâm của nhiều người, thưa quý vị.
Trên fanpage Rồng Năng Hội, tài khoản Hoàng Trung kêu gọi hỗ trợ cho bệnh nhân Hoàng Quốc Thái đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh và đăng tải giấy chứng nhận. Tuy nhiên, Bệnh viện Nhi Đồng 1 xác nhận không cấp giấy chứng nhận cho bệnh nhân này và các giấy tờ đã bị giả mạo chữ ký của giám đốc bệnh viện. Bệnh viện chỉ chấp nhận đóng góp qua phòng công tác xã hội và không có bệnh nhân nào bị từ chối điều trị vì không có khả năng chi trả. Các nhà hảo tâm cần xác minh thông tin và liên hệ phòng công tác xã hội, các bệnh viện trước khi hỗ trợ để số tiền từ thiện đến đúng người cần được giúp đỡ. Tiếp theo là tin tức tại tỉnh An Giang. Thưa quý vị, chỉ vì số tiền 300.000 đồng cho mượn giữa một người anh vợ và một người em rể để đánh số đề mà dẫn đến mâu thuẫn khiến một người tử vong, người còn lại bị bắt giữ. Liên quan đến vụ việc này, được biết hôm ngày 11 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chợ Mới đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Đen để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 9 tháng 3 năm 2023, Nguyễn Văn Đen sinh năm 1974, trú huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, cùng anh ruột Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Văn Dũng và em rể Trần Duy Thiện sinh năm 1969 tổ chức nhậu. Trong lúc nhậu, Thiện có mượn Đen 300.000 đồng để đánh số lô số đề. Chiều cùng ngày, biết Thiện trúng số, Đen đòi lại số tiền Thiện đã mượn. Giữa hai bên xảy ra cự cãi, được mọi người can ngăn nên đi về. Tuy nhiên, khi về tới nhà, Thiện bực tức lấy dao đuổi theo Đen. Hai bên giằng co, Đen dùng tay đánh Thiện té ngã rồi bỏ đi. Một lúc sau, vợ Thiện phát hiện Thiện bất tỉnh, tím tái nên truy hô. Tuy được đưa đi cấp cứu, nhưng Thiện tử vong trên đường đến bệnh viện. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Chợ Mới phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ công an tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra xác minh làm rõ vụ việc. Về câu chuyện liên quan đến cái chết bất thường của hai người trong phòng trọ ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh mà chúng tôi đã từng thông tin đến quý vị trong những số phát sóng lần trước. Theo thông tin mới nhất, cơ quan chức năng bước đầu xác định thời điểm xảy ra vụ việc chỉ có cha dượng và con riêng của vợ trong phòng, có khả năng người cha dượng đã sát hại cô gái trẻ rồi tự tử. Hai người tử vong gồm người đàn ông 46 tuổi ngụ thành phố Cần Thơ làm thợ hồ là cha dượng và cô gái 17 tuổi là con riêng của vợ đang là công nhân ở khu chế xuất Tân Thuận thành phố Hồ Chí Minh. Mẹ của cô gái quen người đàn ông khoảng một năm nay, đưa về sống chung phòng trọ với hai mẹ con trên đường Bùi Văn Ba, quận 7. Vào rạng sáng 11 tháng 3, người dân bất ngờ nghe tiếng la hét phát ra từ phòng trọ. Đến kiểm tra thì thấy phòng trọ khóa trái, gõ cửa nhưng không ai mở nên gọi điện báo công an. Nhận tin công an phường Tân Thuận Đông đến phá cửa vào trong. Lúc này người đàn ông khoảng 46 tuổi và cô gái trẻ đã tử vong. Cô gái chết trên gác lửng, thi thể người đàn ông ở dưới bếp. Cả hai đều mang nhiều vết thương và hiện trường có hai cây kéo dính máu. Vào ngày 12 tháng 3, tin từ Công an quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bắt được hai đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản gây bức xúc dư luận. Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra mở rộng. Điều đáng nói, cả hai tên này đều có nhiều tiền án tiền sự, trong đó một đối tượng bị truy nã về tội giết người, thưa quý vị. Cuối tháng 2 vừa qua, Công an quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận tin báo về vụ trộm tại căn nhà trên đường số 5, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 80 triệu đồng. Lực lượng chức năng khẩn trương vào cuộc điều tra, nhận định đây là nhóm trộm chuyên nghiệp. Thủ đoạn của chúng là mặc áo xe ôm công nghệ, lợi dụng sơ hở của chủ nhà không đóng cửa để đột nhập trộm cắp. Qua truy xét, Công an quận Gò Vấp đã bắt giữ hai đối tượng gồm Ngô Thanh Hải sinh năm 1988 và Ngô Minh Hiếu sinh năm 1986 cùng trú tỉnh Tây Ninh, là anh em họ với nhau. Tại cơ quan công an, Hải và Hiếu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cả hai đều có tiền án, tiền sự. Trong đó, Ngô Thanh Hải có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản. Ngô Minh Hiếu có một tiền sự, hai tiền án về tội trộm cắp tài sản, một tiền án về tội cướp giật tài sản, đang bị truy nã về tội giết người. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, có một nam thanh niên ngang nhiên xông vào một nhà trọ trên địa bàn, la lối ầm ĩ và cướp đi một máy tính xách tay của người ở trọ, rồi rời đi nhanh chóng. Từ vụ việc này, quý bà con cần phải cảnh giác hơn nữa với bọn trộm cướp, thậm chí ngay khi đang ở trong nhà của mình. Sự việc xảy ra vào chiều tối 11 tháng 3 tại nhà trọ địa chỉ số 100, đường Ung Văn Khiêm, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Một nam thanh niên đậu ô tô trước cổng khu trọ, đợi có người mở cổng rồi đi vào, bảo là gặp người quen. Khi thanh niên này vào được bên trong, liền tiếp cận căn phòng ngay đầu dãy trọ, liên tục miệng chửi bới với nội dung trả tiền đây. Người phụ nữ hốt hoảng gọi chủ phòng trọ, sau đó cùng người chị của mình trốn vào nhà vệ sinh khóa chốt cửa. Sau khi chủ nhà trọ đến, thanh niên này lấy máy tính xách tay của người phụ nữ để trong phòng rồi rời đi. Nạn nhân cho biết không có mâu thuẫn nợ nần gì với bất cứ ai và đã trình báo vụ việc với cơ quan chức năng.
Vẫn là tin tức phóng viên thường trú của Nóng 24 giờ cập nhật tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mới đây tại huyện Hóc Môn, một phụ nữ bị giật điện thoại đã cố gắng giằng co với kẻ cướp, kịp thời lấy chìa khóa xe của đối tượng. Do bị uy hiếp, nạn nhân đã để tên cướp chạy đi. Tuy nhiên, ngay sau đó thì cơ quan chức năng đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ đối tượng cướp giật điện thoại táo tợn vừa chôn đông người. Mới đây tại đường Phan Văn Hớn, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, một phụ nữ đang dọn dẹp trước cửa hàng bất ngờ bị một thanh niên điều khiển xe máy áp sát, giật chiếc điện thoại di động trên người. Nạn nhân nhanh tay phản ứng, giằng co qua lại, sau đó nắm xe máy của kẻ cướp, làm cả hai cùng phương tiện ngã xuống đường. Nạn nhân còn nhanh tay rút chìa khóa xe máy của kẻ cướp. Tên cướp quăng trả lại điện thoại cho nạn nhân, yêu cầu nạn nhân trả chìa khóa xe, kèm những lời hăm dọa. Lời qua tiếng lại, người phụ nữ dứt trả chìa khóa xe để tên cướp rời đi. Toàn bộ vụ việc được người dân quay video và đưa lên mạng xã hội. Vào cuộc điều tra, công an huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh xác định nhà bắt giữ Nguyễn Văn Đạt, 34 tuổi, ngụ quận 12 để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi. Thưa quý vị, đây là chân dung đối tượng Nguyễn Văn Cường, sinh năm 1974, cư trú khu phố 8, phường 5, thành phố Mỹ Tho, mới bị công an huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang ra quyết định tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đáng chú ý là đối tượng này không phải nhắm đến những chiếc xe máy thông thường mà nhắm vào xe ô tô, xe khách, xe tải, v.v. Tại cơ quan công an, y khai do đang nợ nần nên trộm xe ô tô để bán lấy tiền trả nợ. Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 6 tháng 3, Nguyễn Văn Cường thuê xe ôm chạy rảo quanh các tuyến đường trong tỉnh Tiền Giang với mục đích tìm ô tô để trộm. Khi đến cổng sau khu công nghiệp Long Giang, Cường phát hiện bãi xe chở công nhân không người trông giữ, nên liền mở cửa ô tô khách 49 ghế ngồi có đeo sẵn chìa khóa, rồi điều khiển về khu công nghiệp Mỹ Tho chờ mang tiêu thụ. Truy xét nhanh, công an huyện Tân Phước phối hợp công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang bắt giữ Nguyễn Văn Cường để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan công an, Cường còn khai nhận ngày 3 tháng 3 đã trộm một xe tải ở thành phố Mỹ Tho rồi mang đi bán. Liên quan vụ án sai phạm trong hoạt động đăng kiểm, ngày 12 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối tượng đối với Mai Văn Quân, phó tổng giám đốc công ty cổ phần dịch vụ và kỹ thuật ô tô Tiên Phong, công ty Tiên Phong, địa chỉ tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, về tội đưa hối lộ. Theo đó, công an xác định bị can Mai Văn Quân với vai trò phó tổng giám đốc công ty Tiên Phong có hành vi đưa tiền cho các đăng kiểm viên của Cục Đăng kiểm Việt Nam thẩm định hồ sơ thiết kế cải tạo xe với mục đích được bỏ qua các lỗi thiếu sót trong hồ sơ để được thẩm định đạt hồ sơ thiết kế. Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Mai Đức Truyền, chuyên viên phòng kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam, vì đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình, nhận tiền của công ty Tiên Phong để bỏ qua thiếu sót và thẩm định đạt hồ sơ đăng kiểm. Do đó, Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác định đủ yếu tố cấu thành tội nhận hối lộ. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn. Cũng trong ngày 12 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam về hành vi nhận hối lộ đối với Nguyễn Chí Quyết, 31 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk, là giám đốc trung tâm đăng kiểm 5013D, Nguyễn Hoàng Anh, 33 tuổi, ngụ quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Phạm Văn Luân, 32 tuổi, ngụ huyện Ea Leo, tỉnh Đắk Lắk. Được biết, hai bị can Nguyễn Hoàng Anh và Phạm Văn Luân cùng là phó giám đốc trung tâm đăng kiểm 5013D và ba bị can Nguyễn Chí Quyết, Nguyễn Hoàng Anh và Phạm Văn Luân bị khởi tố để điều tra về các hành vi sai phạm trong hoạt động đăng kiểm. Các quyết định và lệnh trên cũng đã được Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn. Trước khó khăn trong công tác đăng kiểm, lấy lợi ích của người dân là trên hết, vừa qua, 50 chiến sĩ cảnh sát giao thông đủ điều kiện nghiệp vụ đã được Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an bàn giao tới Cục Đăng kiểm Việt Nam Bộ Giao thông Vận tải để tăng cường cho các trung tâm đăng kiểm đặc biệt quá tải. Theo đó, 30 cán bộ làm nhiệm vụ tại 10 trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội, 20 cán bộ làm nhiệm vụ tại 9 trung tâm đăng kiểm ở Thành phố Hồ Chí Minh. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về tăng cường lực lượng hỗ trợ công tác đăng kiểm, 167 cán bộ chiến sĩ đăng kiểm của ngành công an sẽ tham gia hoạt động kiểm định các phương tiện vận tải tại các trung tâm đăng kiểm trên cả nước. Lực lượng công an cũng sẵn sàng các dây chuyền đăng kiểm để hỗ trợ các địa phương. Lãnh đạo Cục Cảnh sát Giao thông cũng yêu cầu các cán bộ chiến sĩ phải thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi đi đăng kiểm phương tiện cơ giới.